Vừa sinh mổ, Bùi Tiến Dũng đưa vợ Tây đi hâm nóng, tình cảm, body mẹ bỉm chiếm trọn spotlight. Body chuẩn chỉnh sau sinh của bà xã Bùi Tiến Dũng khiến dân tình hết lời khen ngợi. Mới đây, Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc sánh đôi cùng bà xã, trốn con, đi hẹn hò. Thủ thành gốc Thanh Hóa bảnh bao trong bộ vest đen. Còn bà xã sang chảnh diện váy ông body khéo léo khoe body chuẩn chỉnh mặc dù vừa trải qua sinh đẻ. Nhìn bức hình, khó ai đoán được rằng Bianca đang là mẹ bỉm bởi cô đã nhanh chóng lấy lại dáng một cách thần tốc. Dân tình phải trầm trồ khen ngợi về nhan sắc của nàng dâu Tây. Vợ Bùi Tiến Dũng gần như chẳng lộ rõ dấu hiệu tăng cân sau sinh. Vóc dáng của cô cũng vẫn thon gọn, mảnh mai như thời con gái. Sau sinh, Bianca tự tin diện ngay những bộ body sexy, nóng bỏng. Tranh thủ thời gian bên nhau, Bùi Tiến Dũng đưa vợ đi hẹn hò riêng để hâm nóng tình cảm. Trên mạng xã hội, kể từ sau khi kết hôn đến khi hạ sinh quý tử đầu lòng, vợ Tây Bùi Tiến Dũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc được chồng vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Nhìn khoảnh khắc thủ thành gốc Thanh Hóa tâm lý chăm vợ từng ly từng tí khiến hội chị em không khỏi ghen tị. Bùi Tiến chiều vợ số 2 thì không ai số 1. Bianca quả đúng là nàng oắt số hưởng. Nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng thủ môn điển trai thì vợ Tây của anh cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Là một hot girl nổi tiếng, Bianca Jaquido được nhận xét là nàng oắt có nhan sắc xinh đẹp. Bùi Tiến Dũng và Bianca Jaquidova đã có gần 2 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà hôm 22 tháng 5 vừa qua.